xin kính chào toàn thể quý chị và quý khách hàng. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh bán hàng ô tô cũ giá rẻ Thảo Truyền báo giá trực tiếp ngày hôm nay. Và tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho chị tham khảo một mẫu xe Vina Accent có lò xuất là 2020 phiên bản số sàn, máy xăng mang khối động cơ là 1.4. Bên Thảo là chào bán với mức giá cực kỳ yêu thương luôn. Tư nhân một chủ sử dụng từ mới nhá, lốp xếp vẫn còn theo xe cả dàn, lốp sơ cua còn chưa hạ xuống đất cơ. Mang biển kiểm soát 37A69110. Đây ạ, sơn xi rất là đẹp này. Mông xe còn khá là dày dặn cho anh chị luôn. Chủ xe đỗ mà chrome tay lắm, mở cửa rèm mưa chân kính cho anh chị. Xi nhan tích hợp trên gương này. Đây ạ, nội thất phía sau, phía trong đây. Nội thất bên trong này vẫn còn thơm mùi mới luôn. Trần lý nguyên bản theo xe các bác nhá. Để hộp số này. Đó, hộp số đấy. Vườn tam lô. Order là 3,2 vạn. Đây ạ, tami này. Tami rất đẹp nhé. Đinh bấm keo chỉ cũng vậy. Anh chị muốn xem xe trực tiếp thì cứ alo ngay cho em Thảo qua số điện thoại là 0963 040 922. Và số trên là số Lương Thảo nhé. Nội thất ghế da phía sau này, điều hòa phía sau rồi. Đây là ngồi phía sau sẽ không sợ nóng nữa. Đây ạ, tami này. Rất là đẹp luôn. Phần cốp đấy, cốp rất là sạch sẽ luôn, hoàn toàn không bẩn một chút xíu nào này. Phần đinh bấm cũng vậy. Đây ạ, anh xem phần đinh bấm này. Rồi là phần ốc của lắp capo đấy ạ. Tấm tản nhiệt. Nhưng xe còn thơm mùi mới luôn. Xe chủ đi rất là ít nhá. Nốt sơ cua đấy ạ, chưa hạ xuống một lần nào. Dự để bên này hơi bẩn luôn, chứ còn chưa hạ xuống đất rồi ạ. Quá đẹp luôn. Bên em đang chào bán với mức giá siêu thương 390 triệu, bao gồm phí hồ sơ luôn. Đó, thì anh chị lại yêu thích xe này thì cứ alo ngay cho em. Giá bên em có xe dịch nhé. Thực ra là muôn bán thì không ai nói 10 bán là 10 cả. Cho nên anh chị mà thiện chí và yêu thích cái dòng Vina Accent này thì cứ alo ngay cho em để đổ thông minh đấy ạ. Em đã lộ máy lên rồi này. Đây anh chị xem xi nhan đấy, đó xi nhan trái xi nhan phải này. Cần gần mưa. Kính chỉnh điện này. Điều hoạt động cực kỳ là trơn tru luôn. Đó, nghe gọi rảnh tay, điều chỉnh âm lượng trên vô lăng. Đó, rất là nhiều tính năng an toàn cho các bác trên vô lăng này. Có hỏi đấy ạ. Rồi là gương cụp xè luôn nhá. Nói chung option của Accent thì nó rất là nhiều option. Nên là anh chị nào mà yêu thích cái Vina Accent này, sản xuất 2020, phiên bản số sàn máy xăng thì cứ liên hệ ngay cho em Thảo qua số điện thoại là 0963 040 922. Bên Thảo đang chào bán là 390 triệu đồng, bao gồm phí rút cho anh chị, phí rút hồ sơ gốc nhá, hộp số 6 cấp đấy. Và ngay giờ em Thảo sẽ tới phần khoang động cơ của chiếc xe này ạ. Dạ vâng, vào đây toàn bộ phần khoang máy của xe đây. Đây còn ốc này. Hoàn toàn duy nhất luôn. Không hề có đỗ chạm cá lên mở lết nhé. Ta đèn. Đây ạ. Ốc của lắp capo là tấm đảm nhiệt thì như mới đây. Không một vết xước, không một vết hố nào. Để tai đèn làm sắt là ốc của nó cao vô được. Để dùng hết ra nhé. Máy số lỗ thì cực kỳ là êm, không dùng nát, không giật, không mang dầu gì dầu gì cả. Rất là đẹp luôn. Bây giờ em Thảo đã quay chi tiết cho chị tham khảo một mẫu xe Vina Accent sản xuất năm 2020 phiên bản số sàn máy xăng mang khối động cơ là 1.4. Bên Thảo đang chào bán với mức giá là 390 triệu đồng. Anh chị nào quan tâm yêu thích mẫu xe này thì nhanh tay alo ngay cho em qua số điện thoại là 0963 040 922 và số trên là số Zalo Thảo nhé. Và ngay giờ em Thảo xin dừng video ở đây, hẹn lại chị ở video sau. Em Thảo xin chào toàn thể quý chị và quý khách hàng ạ.